Chiến thần thánh y, Đường Tuấn. Chương 3421 vài sợi đao xuyên qua cơ thể anh. Đứng thứ tư trong bảng kỷ nguyên, trái tim của Đường Tuấn lệch một nhịp, anh nhìn chân nhân khổng long. Chân nhân khổng long cười tự hào. Đứng thứ tư bia kỷ nguyên vốn là một bằng chứng về thực lực. Đường Tuấn lắc đầu nói, không thể nói trước. Nụ cười của chân nhân khổng long có chút thu lại, giọng nói có chút lạnh lẽo, nói các người không có ý định cho tôi một chút mặt mũi sao? Chẳng lẽ anh là một trong ba người đứng đầu trong bia kỷ nguyên sao? Đường Tuấn lắc đầu. Bia kỷ nguyên có thể ghi nhận 200 người tu luyện, nhưng đến nay anh vẫn chưa được ghi vào bia. Chân nhân khổng long lại hỏi, chẳng lẽ anh là tôn giả? Đường Tuấn lại lắc đầu. Sắc mặt chân nhân khổng ong đột nhiên thay đổi, ông ta tức giận nói, nếu anh không phải ba vị đứng đầu bia kỷ nguyên, anh cũng không phải là tiểu tôn giả. Làm sao dám không cho tôi mặt mũi? Mạnh tinh hà hôm nay do tôi bảo đảm. Một luồng khí thế phun ra từ cơ thể của khổng long. Trong căn nguyên không gian, sức mạnh mỗi người có thể phát huy ra sao trước hết phụ thuộc vào cấp độ thân phận của cung hỗn nguyên. Thứ hai, nếu như cấp độ giống nhau thì còn tùy thuộc vào trình độ cảm nhận về lời nguyên. Đối với chân nhân khổng long, có thể dùng thần quân cảnh để đạt được thân phận của đệ tử nội môn của cung hỗn nguyên, thực lực của ông ta không có gì phải nghi ngờ. Trong những năm tháng dài đằng đẵng, nhận thức về lời nguyền của ông ta cũng đã đạt đến một tầm cao mà thần quân cảnh thông thường không thể đạt tới. Đối đầu với Đường Tuấn, người không phải là ba người đầu tiên trong bia kỷ nguyên, cũng không phải là tôn giả, khổng long rất tự tin. Mạnh tinh hà khóe mắt cũng mỉm cười, trong nụ cười có chút xấu xa cùng đắc ý. Khí tức hỗn độn xung quanh Đường Tuấn bắt đầu khởi động, Đường Tuấn biến thành một người đàn ông trung niên mặc áo đạo nhân. Hoàn toàn khác với hình dáng ban đầu. Đôi mắt của anh cũng tràn đầy ý chiến đấu, sau khi đột phá đến thần quân cảnh hậu kỳ, thực lực của anh tăng vọt, anh đang tìm người xác minh một chút. Mà sự áp chế tự nhiên căn nguyên không gian này cho anh cơ hội chiến lại những người tu luyện của TV tiểu tôn giả, quả là một cơ hội hiếm có. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Huyễn hóa chi thuật, nhận không ra anh sao? Chờ cho đến khi chân nhân này vạch trần anh. Khổng long chế nhạo một tiếng. Ông ta cầm nhiều đại đao trong tay. Đại đao chém dữ dội, tia đao đột nhiên quét ngang không gian chung quanh, mang theo căn nguyên bản gió mà khổng long lĩnh ngộ được. Mỗi tia sáng đều đủ để cắt xuyên qua khoảng không, Đường Tuấn nhanh chóng rút lui, nhưng vẫn là quá muộn. Vài sợi đao xuyên qua cơ thể anh. Chương 3422 căn nguyên ngũ hành. Trong không gian bổn nguyên, thân thể chỉ là hóa thân thần niệm, loại thương thế này không thể làm tổn thương được, nhưng sẽ làm mất đi năng lượng của hy át thân thần niệm, cuối cùng khiến cho hóa thân thần niệm sụp đổ. Cũng giống như những gì Đường Tuấn đã làm với Mạnh Tinh Hà ngày hôm đó. Một kích đắc thủ. Cả Khổng Long và Mạnh Tinh Hà đều mỉm cười. Mạnh Tinh Hà lớn tiếng nói, thưa anh, chỉ cần anh lập lời thề, an sẽ không làm tôi khó xử nữa. Tôi có thể bảo chân nhân khổng long dừng lại, nếu không hóa thân thần niệm của anh hôm nay sẽ bị đánh bại. Chân nhân khổng long cũng khinh thường nói, với chút thực lực này, còn dám làm loạn trong căn nguyên không gian. Nhiều người đã cảm nhận được sự biến động của trận chiến và xuất hiện gần đó. Sau khi nhìn thấy đó là chân nhân khổng long, những người này không dám tiến lên phái trước nữa. Đường Tuấn cảm nhận được tổn thương của hóa thân thần niệm, cười nói, chân nhân khổng long. Ông cũng có thể tiếp tôi một chiêu. Anh nhấm pháp ấn trong tay, khí tức hỗn độn xung quanh ngưng tụ lại, hóa thành một ngọn đồi rồi đè về phía chân nhân khổng long. Căn nguyên thổ, anh còn đường nhỏ. Chân nhân khổng long khinh thường cười. Sức mạnh bổn nguyên cũng có điểm mạnh và điểm yếu. Căn nguyên phong mà ông ta hiểu được mạnh hơn nhiều so với căn nguyên thổ. Chân nhân khổng long đâm kiếm lên trời, nhưng ông ta cũng không né tránh Vì vậy ông ta muốn trực tiếp lãnh đòn này của Đường Tuấn. Núi nhỏ và đại đao va chạm vào nhau. Chỉ trong khoảnh khắc, núi nhỏ bị ánh đao xé toạc và biến thành khí tức hỗn độn. Nụ cười khinh thường trên mặt chân nhân kinh long càng lớn, nhưng lúc này ông ta còn chưa kịp nói, đồng tử đột nhiên co rút lại. Có thêm 5 luồng khí tức hoàn toàn khác nhau trong không khí. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, 5 loại bàn nguyên xuất hiện trên bầu trời cùng một lúc. Toát ra sức mạnh chấn động mạnh mẽ.
mỗi khí tức đều không yếu hơn nhiều so với căn nguyên phong bao nhiêu. Chương 3423 Chân Nhân Khổng Long. Với một tiếng nổ, đại CDQ trong tay của chân nhân khổng long bị vỡ nát, nửa người của ông ta biến mất, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Khi Mạnh Tinh Hà đánh ra căn nguyên ngũ hành, Đường Tuấn đã lộ rõ vẻ hoảng sợ trên khuôn mặt. Trong nháy mắt xung quanh tĩnh lặng. Chân nhân khổng long nhìn Đường Tuấn, ánh mắt khẽ run lên, sau đó cung kính nói, tiền bối, vừa rồi tôi đã xúc phạm anh, xin thứ lỗi. Xung quanh cũng có tiếng bàn tán xôn xao. Căn nguyên ngũ hành. Vị tiền bối này chẳng lẽ là tôn giả sao? Có lẽ không phải, nếu căn nguyên ngũ hành hợp nhất, không thể nghi ngờ nhất định là tôn giả. Cho dù như vậy, thực lực của vị tiền bối này còn vượt xa chân nhân khổng long. Lần này, chân Enben khổng long đã đá lên tấm sắt. Khi Đường Tuấn nghe những cuộc thảo luận này, anh cảm thấy thích thú một lúc, đồng thời anh cũng hiểu được nguồn gốc của một số bổn nguyên trên vòng tròn tuần bí đáng sợ như thế nào. Ngay cả khổng long, đứng thứ tư ở bia kỷ nguyên, cũng không địch lại được. Chân nhân khổng long, ông có muốn tiếp tục không? Đường Tuấn cười hỏi. Không dám. Khổng long không chút do dự. Hay nói giỡn. Vị tiền bối này một đòn đánh cho ông ta tổn thất hơn một nửa hóa thân thần niệm. Nếu tiếp tục chiến đấu, không nghi ngờ gì nữa, hóa thân thần niệm này nhất định sẽ sụp đổ. Điều đáng sợ hơn là ông ta sẽ đắc tội một tiền bối quyền lực như vậy, Mạnh Tinh Hà chính là bài học cho ông ta. Trong mắt khổng long, Đường Tuấn lúc này là một cao nhân ẩn danh không màng danh lợi. Nếu không, tại sao một vị tiền bối như vậy lại không có tên trên bia kỷ nguyên? Sau đó Đường Tuấn nhìn Mạnh Tinh Hà, ánh mắt trở nên vui tươi. Trái tim của Mạnh Tinh Hà run lên và ông ta vô cùng bối rối. Làm sao ông ta có thể dự đoán được một kết quả như vậy? Đồng thời, ông ta cũng lo lắng vì tương lai của mình, ông ta không nhớ mình đã chọc giận một vị tiền bối như vậy khi nào. Đường Tuấn khịt mũi một cách lạnh lùng và dùng lòng bàn tay ép Mạnh Tinh Hà xuống. Hóa thân thần niệm của Mạnh Tinh Hà ngay lập tức tiêu tán. Lần này, ông ta thậm chí không có một tia không cam lòng cùng oán hận, đắc tội một vị cao nhân như vậy. Ông ta sẽ không bao giờ tiến vào căn nguyên không gian nữa. Chân nhân khổng long. Chương 3424 Mạnh Thiển chỉ cảm thấy bầu trời sắp sụp đổ. Đường Tuấn nói. Sắc mặt chân nhân khổng long kinh hãi, nhanh chóng nói, tiền bối đánh gãy tôi, anh cứ gọi tôi là tiểu khổ gà được. Trong lòng Đường Tuấn bật cười. Nếu chân nhân khổng long biết thân phận thực sự của anh tự hỏi liệu ông ta có phát điên lên không? Ho nhẹ một tiếng. Đường Tuấn giả bộ hùng hồn nói, tiểu khổng, tôi có chuyện muốn giải thích với ông. Chân nhân khổng long nói, tiền bối, anh nói. Đường Tuấn nói, về Mạnh Tinh Hà. Không cần Đường Tuấn nói thêm, khổng long liền trả lời nói, tiền bối, đừng lo lắng, một khi Mạnh Tinh Hà xuất hiện, tôi sẽ đánh ông ga một lần, ở đây cũng không hoan nghênh ông ta. Đường Tuấn hài lòng gật đầu. Một cuộc chiến kết thúc với kết quả kịch tính như vậy. Nhưng cũng bắt đầu từ ngày này, có một cao nhân vô danh trong căn nguyên không gian. Nhiều người đã thầm so sánh vị cao nhân này với ba người đứng đầu của bia kỷ nguyên. Đáp lại, chân nhân khổng long nở một nụ cười lạnh lùng và nói, trên bia kỷ nguyên, chỉ có Chu Tước mới có thể so sánh với tiền bối. Những người khác đều xứng đáng. Hầu hết mọi người đều bị thuyết phục bởi những gì khổng long nói. Sau tất cả, màn trình diễn thực sự tuyệt vời của Đường Tuấn. Hầu hết các tiểu tôn giả trên bia kỷ nguyên chỉ tinh luyện được một hoặc hai loại bổn nguyên chu lực, ba loại căn nguyên chi lực gần như là giới hạn, kể cả đệ nhất bia kỷ nguyên Chu Tước thần quân quá lắm mới nắm giữ ba loại căn nguyên chi lực. Mà vị cao nhân đột nhiên xuất hiện này thật sự lĩnh ngộ được căn nguyên ngũ hành, hơn nữa đều thuộc về ngũ hành, tương lai có khả năng hợp nhất. Điều này tiềm năng hơn so với căn nguyên ngũ hành, nó mạnh hơn nhiều. Sau khi biết những điều này, Mạnh Tinh Hà hoàn toàn mất bình tĩnh. Một số bạn bè của ông ta thậm chí còn phủi sạch quan hệ với ông ta vì sợ bị liên lụy. Vào lúc này, ngay cả Mạnh Thiển, người không thể vào không gian căn nguyên, cũng biết về điều đó. Bởi vì 8 căn cứ Vũ Bát do Khổng Long kiểm soát đã đưa ra cảnh báo cho căn cứ Hồng Cửu. Cha làm sao có thể đắc tội với chân nhân Khổng Long? Mạnh Thiển chỉ cảm thấy bầu trời sắp sụp đổ. So với căn cứ Vũ Bát, căn cứ Hồng Cửu kém hơn vài bậc.
trừ khi Mạnh Tinh Hà đột phá đến cảnh giới của một tiểu tôn giả. Lời cảnh báo của Khổng Long khiến tương lai của căn cứ Hồng Cửu trở nên ảm đạm hơn. Chương 3425, đây là đạo khú đã đáp ứng cho các người. Vị cao nhân này rốt cuộc là ai? Trong lòng Mạnh Tinh Hà rất tức giận. Ánh mắt ông ta lóe lên một cái, một lúc sau, dường như ông ta đã có quyết định, chỉ còn lại sự kiên trì và quyết tâm. Mọi người đang đoán giả đoán non về thân phận của vị cao nhân này. Lúc này, Đường Tuấn, thân chủ, đang giao tiếp với những người còn lại của tiểu đội sát thần. Dẫn đầu bởi Vũ Vô Thương, cộng với Đường Tuấn, có 10 người trong tiểu đội sát thần. Xin chào, tôi là Vương Trùng, anh trai của Vương Trùng. Một thanh niên vẻ mặt u ám đi thẳng đến chỗ Đường Tuấn, chủ động giới thiệu. Anh ta nhìn Đường Tuấn chằm chằm và nói, cảm ơn anh đã dạy dỗ đứa em không nên thân của tôi. Đường Tuấn khẽ gật đầu nói, không có gì. Trong mắt Vương Trùng hiện lên một tia sáng, lập tức nở nụ cười, về sau chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội giao tiếp với nhau. Ánh mắt của người khác nhìn Đường Tuấn cũng rất phức tạp, mang theo sự thù địch, đùa giỡn và tò mò. Họ đã biết về việc Đường Tuấn đánh bại Vương Trùng. Nhưng lúc này, tất cả mọi người gia nhập tiểu đội sát thần đều tốt hơn Vương Trùng một chút. Trong số đó, anh trai của Vương Trùng, Vương Thiên, cũng là đệ tử bên ngoài của cung Hỗn Nguyên, có thể coi là sư phụ của tiểu đội sát thần có hiệu quả chiến đấu sánh ngang với Vũ Vô Thương, là người đứng thứ hai của tiểu đội sát thần. Lâm Giang Tiên cùng mấy vị tiểu tôn giả đi đến. Đây là đạo khú đã đáp ứng cho các người. Lâm Giang Tiên nhẹ phất tay, 10 ánh hào quang xuất hiện trước những đội viên của tiểu đội sát thần. Đường Tuấn thò tay vào ánh sáng trước mặt và chộp lấy thứ gì đó. Ánh sáng dần tan biến, hình dáng cụ thể của sự vật cũng dần dần lộ ra. Thực ra đó là một bộ kiếm trận, trận kiếm bao gồm 12 thanh kiếm nhỏ, mỗi thanh dài khoảng 20 cm, sáng lấp lánh với ánh sáng sắc bén. Tốt! Đường Tuấn gật đầu. Với vòng tròn bí ẩn, đối với nhu cầu về thần binh của anh là không đáng kể. Chỉ dựa vào bổn nguyên chi lực, bây giờ Đường Tuấn tự tin không kém gì tiểu tôn giả bình thường. Còn về vị trí cụ thể có thể xếp vào bia kỷ nguyên thì vẫn cần phải xác minh bằng trận pháp. Tuy rằng không cần thần binh, nhưng kiếm trận trong tay này quả thực rất tốt. Là một thần bác sĩ, thần niệm của anh mạnh hơn người thường, có thể phát huy hết sức mạnh của kiếm trận. Những người khác cũng nhận được đạo khí của riêng họ, tất cả đều là thần binh thông thường như đao thương kiếm chùy. Kiếm trận của Đường Tuấn chắc chắn là một trong ba đạo khí hàng đầu của bảng xếp hạng. Chương 3426, Đường Tuấn có chút hưng phấn. Nhiều người sau khi nhìn thấy đều nóng mắt. Đạo khí mà Vương Trùng có được là một cự kiếm bằng đồng, được coi là một đạo khí mạnh mẽ. Anh ta nhìn cự kiếm bằng đồng trong tay, sau đó nhìn về phía kiếm trận của Đường Tuấn, ánh mắt lóe lên. Đường Tuấn, kiếm trận này đưa cho anh thật lãng phí. Chúng ta đổi. Dứt lời, Vương Trùng nắm lấy đội kiếm trận, không giống thương lượng mà giống như chộp giật. Những người khác không phát ra âm thanh, im lặng quan sát. Mọi người đều muốn có một người lính ma thuật giỏi. Lâm Giang Tiên và một số tiểu tôn giả khác chưa hẳn không ý nghĩ này. Xin lỗi, tôi không muốn đổi. Đường Tuấn nhẹ nhàng nói. Lòng bàn tay vỗ vào MU bàn tay Vương Trùng nhanh như chớp. Vương Trùng rên rỉ một tiếng, nhanh chóng thu lại lòng bàn tay. MU bàn tay đã đỏ bừng, pháp lực trong cơ thể có xu hướng suy sụp. Lực tát của Đường Tuấn truyền vào cơ thể anh ta. Vương Trùng trấn áp pháp lực cuồng bạo trong cơ thể, dùng ánh mắt u ám nhìn Đường Tuấn, nghiêm giọng nói, phương pháp của thần bác sĩ quả nhiên có phần độc đáo. Anh ta lại liếc nhìn kiếm trận trong tay Đường Tuấn, nhưng cuối cùng anh ta không ra tét thêm một lần nào nữa. Những người khác kinh ngạc nhìn Vương Trùng, không ai có động thái nào khác. Vũ Vô Thương truyền âm nói, Đường Tuấn, anh phải cẩn thận với Vương Trùng. Thầy của anh ta cũng là một trong 20 tiểu tôn giả hàng đầu ở Bia Kỷ Nguyên, và thực lực của anh ta cũng tương tự như thầy của tôi. Đường Tuấn khẽ gật đầu. Lâm Giang Tiên nhìn Đường Tuấn, sau đó trịnh trọng nói, ta hiện tại đưa các người tới Tuyệt Địa Hoàn Vũ. Ông ta vẫy tay một cái, một chiếc thuyền nhỏ xuất hiện trên không trung. Ông ta và một vài tiểu tôn giả lên thuyền trước, sau đó Vũ Vô Thương và 10 người khác cũng lên thuyền. Thuyền nhỏ cũng là một loại đạo khí,
dưới sự thúc đẩy của pháp lực Lâm Giang Tiên, nó hóa thành một luồng khí và quét về phía khu vực Trung Đông trên chiến trường của Kỷ Nguyên. Tuyệt địa Hoang Vũ rốt cuộc là địa điểm nào? Đường Tuấn có chút hưng phấn. Chương 3427 đây thực sự là một nơi tốt để thi triển ma huyết chú. Nếu lần này không phải là chân nhân Khổng Long, e rằng nhiều người sẽ không biết đến sự tồn tại của anh ta. Ha ha, tên Mạnh Tinh Hà này có thể gặp nạn. Nói đến đây, Lâm Giang Tiên nhìn Đường Tuấn. Khi cao nhân vô danh xuất hiện, ông ta cũng nghi ngờ không biết Đường Tuấn có quan hệ gì với cao nhân vô danh kia hay không. Bởi vì cao nhân vô danh này dường như đang nhắm vào Mạnh Tinh Hà, Đường Tuấn và Mạnh Tinh Hà cũng có rất nhiều mối hận thù. Nhưng loại phỏng đoán này nhanh chóng bị xua tan, bởi vì Đường Tuấn đã ở trong căn cứ Hồng Cửu chờ đợi lâu như vậy, cũng không có ai tới gặp anh ngoại trừ Vũ Vô Thương, Khương Nghi và những người khác. Ăn gây được những cuộc trò chuyện này, Vương Trùng trên mặt cũng lộ ra vẻ ghen tị, nói, vị cao nhân này thật sự rất lợi hại. Nếu có cơ hội, tôi nhất định phải đến gặp anh ta một chút. Lâm Giang Tiên thở dài và nói, Vương Trùng, thật tốt khi cậu có ý tưởng này, nhưng đừng ôm quá nhiều hy vọng. Đừng nói đến cậu, cho dù là thầy của cậy cũng khó gặp được vị cao nhân kia. Tất nhiên, nếu cậu có gặp phải mà nói, cậu nhấy định phải cung kính. Vương Trùng đáp lại với vẻ kinh ngạc, giống như một cuộc hành hương. Nghe cuộc nói chuyện của Lâm Giang Tiên và những người khác, Đường Tuấn thầm cười. Anh không ngờ rằng hành động vô ý của mình lại gây ra hậu quả như vậy. Tuy nhiên, chuyện này không thể bại lộ cho đến khi tiểu tôn giả có đủ sức chiến đấu. Huyết hà hoành thiên, và sức mạnh vô tận tràn ngập. Đây là tuyệt địa Hoàn Vũ, một trong những nơi nguy hiểm nhất trong chiến trường của thời đại. Vài đạo thân ảnh giống như bóng ma xuất hiện trong làn không khí mỏng manh, khoác trên mình chiếc áo choàng đen. Đây thực sự là một nơi tốt để thi triển ma huyết chú. Một trong những bóng đen có giọng nói nham hiểm. Với một cái phẩy tay của anh ta, vài người đã bị anh ta ném ra ngoài như rác rưởi. Những người này nửa quỳ trong hư không, cuộn tròn thành một quả bóng, vẻ mặt dữ tợn, trên mặt lần lượt hiện lên vẻ đau khổ, miệng phát ra tiếng gầm nhẹ như dã thú. Ngoài ra, còn có những âm thanh từ trong cơ thể bọn họ truyền ra khiến da đầu người khác tê dại, như thể những linh hồn phẫn uất đang gầm thét. Những người này không còn được gọi là người nữa, nói là quỷ mọi người cũng sẽ tin. Nếu Đường Tuấn nhìn thấy những người này, nhất định sẽ nhận ra bọn họ. Bởi vì anh quen với một số người, bao gồm cả Tạ Phù Diệu và Hàn Bảo Long. Lần lượt từng bóng màu đỏ biến thành màu đen rồi trồi lên trên người những người này, bọn họ thực sự không khác gì bóng ma. Tôi không ngờ thể chất của trái đất lại phù hợp với ma huyết chú đến vậy. Chương 3428, còn không cút ra. Này, ma huyết chú trong truyền thuyết có thể quét sạch một tinh hải sao, hãy để tôi xem sức mạnh của nó. Những bóng dáng đó biến mất. Chỉ còn lại những dòng chữ ảm đạm và lạnh lẽo lơ lửng trong không gian này. Tạ Phù Diệu và Hàn Bảo Long hai mắt đỏ như máu, cùng gầm lên một tiếng, sau đó hóa thành mấy tia sáng màu máu bay tứ tung, rồi nhanh chóng biến mất. Vào ngày thứ 8 sau khi rời căn cứ Hồng Lục, Lâm Giang Tiên và những người khác bay trên một khu rừng núi bằng một chiếc thuyền. Nơi này không xa tuyệt địa Hoang Vũ. Có rất nhiều nơi đặc biệt trong chiến trường của thời đại, tuyệt địa Hoang Vũ cũng là một trong số đó. Đường Tuấn đã từng nhìn thấy cổ Ma Hà ở Táng Tinh Địa, cổ Ma Hà là thần binh Cu Ớt, một vụ tôn giả của cổ ma tộc. Người ta nói rằng cổ Ma Hà được xây dựng bởi tôn giả phỏng theo tuyệt địa Hoàn Vũ có liên quan đến huyết hà. Có một vị tôn giả đã cố gắng tế luyện huyết hà thành thần binh, nhưng đều thất bại, thậm chí còn bị thương nặng. Sức mạnh của huyết hà mạnh hơn gấp nhiều lần so với cổ Ma Hà. Một tiếng gầm rú của dã thú phát ra từ khu rừng bên dưới. Sau đó một con cự mãng có 9 đầu đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Mùi máu nồng nặc và tràn đầy ất khí lao về phía bọn họ. Đây là một cự mãng 9 đầu, sức mạnh của nó đã đạt đến cấp độ của tiểu tôn giả. Trên đầu con cự mãng 9 đầu có 9 cặp mắt đỏ như máu, tạo cho người ta cảm giác vô cùng quỷ dị. Hừ hừ. Lâm Giang Tiên hừ lạnh một tiếng nói, kẻ mở to mắt mà nhìn tôi. Họ đã đi khắp mọi nẻo đường. Chỉ có một vị tiểu tôn giả chắc chắn đã được tiết lộ luồng khí tức mạnh mẽ, các loại yêu thú và quỷ vật trên đường cảm nhận được luồng khí này đi đều không dám ra tay. Con chăn chín đầu này thực sự dám xông tới,
đám người Lâm Giang Thiên đột nhiên cảm thấy mình bị xúc phạm. Nhìn thấy một vài người hợp lực để di chuyển con thuyền bên dưới họ. Tốc độ của chiếc thuyền nhỏ đột nhiên tăng vọt, hóa thành một luồng ánh sáng, xẹt qua đầu con cự mãng chín đầu. Tám đầu của con cự mãng chín đầu đồng thời bị chặt đứt, máu phun ra như suối, màu tươi như xương lan tràn khắp bầu trời. Mặc dù con cự mãng chín đầu này chính là sức chiến đấu của tiểu tôn giả, nhưng Lâm Giang Tiên và mấy người đã hợp lực để thúc giục đạo khí của thuyền nhỏ, sức nổ còn kinh khủng hơn, chỉ cần một đòn, con cự mãng chín đầu đã biến thành một con cự mãng một đầu. Lâm Giang Tiên lái thuyền đi xa, lạnh lùng nhìn chằm chằm con cự mãng chín đầu, quát lớn, còn không cút ra. Chương 3429 Vương Trùng, cậu đã làm rất tốt. Dưới sự thúc giục của pháp lực, kiếm quang rực rỡ tràn ngập khắp thiên địa. Lâm Giang Tiên và những người khác cũng dừng việc họ đang làm, nhìn nhau và nói, tốt rồi. Chỉ cần nhìn phương pháp của Vương Trùng như thế nào. Tám cái đầu của con cự mãng chín đầu đã bị chặt đứt, sức lực không bằng 1/10, nhưng cũng rất kinh người. Kiếm quang rực rỡ từ trên trời rơi xuống, dày đặc như những hạt mưa. Kiếm quang sắc bén đến mức xuyên thủng từng lỗ máu trên phần đầu còn lại của con cự mãng chín đầu. Con cự mãng chín đầu gầm lên, trong đôi mắt đỏ như máu kia chỉ có sát khí điên cuồng, không có lý do gì cả. Nó mở cái miệng khổng lồ và muốn nuốt chửng Vương Trùng. Vương Trùng giễu cợt, không hề có ý định lùi bước, hai tay cầm cự kiếm chém mạnh. Xoẹt! Cự kiếm chém đôi đầu duy nhất của con cự mãng chín đầu, máu bắn tung tóe. Vương Trùng kiêu ngạo đứng trên không trung, để cho máu rơi trên người, nhuộm đỏ cả áo choàng. Lúc này, Vương Trùng trông giống như một chiến thần bất khả chiến bại. Anh ta quay đầu lại, nhìn Đường Tuấn thách thức, như thể đang tuyên chiến. Đường Tuấn khẽ cau mày nói, tôi khuyên anh, tốt nhất anh mau rửa sạch vết máu trên người. Anh cảm nhận được điều gì đó bất thường từ màn xương máu trên bầu trời. Vương Trùng giễu cợt nói, đây là bằng chứng về sự không sợ hãi của chiến binh, chỉ có kẻ hèn nhát mới sợ máu. Đường Tuấn lắc đầu nói, không cần máu tươi để chứng minh. Vương Trùng khinh thường nói, đó là ý tưởng hèn nhát. Những người khác nghe vậy đều cau mày nhìn Đường Tuấn, trong lòng thầm lắc đầu. Lá gan nhỏ như vậy làm sao anh xứng là thành viên của tiểu đội sát thần? Lúc này, đây là điều mà hầu hết mọi người đang nghĩ. Mặc dù không ai nói rõ ràng, nhưng những thành viên khác của tiểu đội sát thần đều nhìn Đường Tuấn bằng ánh mắt khinh thường. Lâm Giang Tiên trong lòng thở dài nói với Vương Trùng, cậu đã làm rất tốt. Nhưng mỗi người đều có ý tưởng của riêng mình, cậu không thể ép buộc người khác. Vương Trùng cung kính nói, vâng. Một đám người tiếp tục lên đường, Vũ Vô Thương truyền âm nói cho Đường Tuấn, đừng nói nhiều, kẻo thầy có ý kiến với anh. Đường Tuấn khẽ gật đầu. Vương Trùng dường như đang muốn chứng tỏ bản thân, anh ta vẫn mặc một bộ đồ đẫm máu, một luồng khí ngột ngạt tỏa ra từ người anh ta. Các thành viên khác của tiểu đội sát thần nhìn anh ta với vẻ kính trọng và ngưỡng mộ. Chương 3430 Viên Nhân Phi. Chỉ có Đường Tuấn khẽ cau mày tránh xa Vương Trùng. Động thái này của Đường Tuấn khiến Lâm Giang Tiên và những người khác không hài lòng. Đồng đô ụ giết địch, cho dù không giúp đỡ, lại còn ghét bỏ. Lúc này, dưới lớp áo máu của Vương Trùng, máu của con cự mãng chín đầu đó đã thấm vào cơ thể anh ta theo từng lỗ chân lông trên da. Vương Trùng không để ý chuyện này, chỉ cảm thấy trong lòng bạo phát hơn một chút, đáy mắt hiện lên vài sợi tơ máu. Anh ta nhìn Đường Tuấn với ánh mắt lạnh lùng không chút che giấu. Đường Tuấn đã quan sát Vương Trùng, nắm bắt được những thay đổi tinh tế này, đồng tử của anh đột nhiên co rút lại, khẳng định suy đoán của mình. Hai ngày sau, đoàn người Lâm Giang Tiên đi tới Tuyết Địa Hoàn Vũ. Từng tòa cung điện tọa lạc ở trên không trung, trận pháp tản mát ra từng đợt dao động năng lượng. Thời điểm tiến vào nơi này, bản đồ của Thiên Quân Chi Mộ bị khuyết thiếu một góc được Đường Tuấn giấu ở bên trong nhẫn không gian bỗng nhiên trở nên chấn động. Sắc mặt của Đường Tuấn biến đổi, cuối cùng anh cũng hiểu ra chỗ khiến cho Tuyết Địa Hoàn Vũ đặc thù, nơi này rất có khả năng chính là cửa vào của Thiên Quân Chi Mộ. Anh đã từng hỏi Vũ Vô Thương về chuyện của Tuyết Địa Hoàn Vũ, nhưng những điều mà Vũ Vô Thương biết đến cũng có hạn, đối với tính đặc thù của Tuyết Địa Hoàn Vũ cũng không rõ ràng lắm. Hiện tại xem ra, hẳn là chỉ có nhân tài với thực lực đạt tới một trình độ nào đó mới có thể biết được chuyện bên trong của Tuyết Địa Hoàn Vũ. Đường Tuấn nhìn về phía từng tòa cung điện đằng kia,
thầm nghĩ, có lẽ những người này đều đến đây vì Thiên Quân Chi Mộ. Thiên Quân Chi Mộ, đó là nơi mà ngay cả tôn giả cũng phải động lòng. Đi thôi, chúng ta đi về nghỉ ngơi trước. Lâm Giang Tiên đưa mọi người về một cái cung điện trong số đó. Vương Trùng lúc này đứng ra, nói tiền bối Lâm Giang Tiên, tôi đề nghị đi thử thực lực của những tiểu đội khác trước một chút. Vũ Vô Thương và những thành viên khác của tiểu đội sát thần nghe vậy, cũng đều lộ ra vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Người đến thăm dò Tuyết Địa Hoàn Vũ cũng không chỉ có tiểu đội sát thần bọn họ, còn có tiểu đội của những căn cứ khác, phần lớn những tiểu đội đó đều tập trung ở vùng phụ cận Tuyết Địa Hoàn Vũ, hoặc là chấp hành nhiệm vụ, hoặc là tu hành khắc khổ. Giữa những người trong tiểu đội cũng sẽ tiến hành so sánh. Lâm Giang Tiên nhíu mày, một vị tiểu tôn giả đứng ở bên cạnh ông ta cười nói, Lâm Giang Tiên, cứ để cho bọn họ đi xông xáo một chút cũng tốt, cũng để cho những người khác biết. Dù sao có Vô Thương cùng Vương Trùng ở đó, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện nhiễu loạn gì đâu. Lâm Giang Tiên gật gật đầu, nói, vậy được rồi. Trong những đội ngũ khác, cũng sẽ có một vài người ưu tú giống như Vương Trùng và Vô Thương vậy. Ông ta nhìn về phía Vũ Vô Thương và Vương Trùng, trịnh trọng nói, hai người các cậu nhất định phải nhớ kỹ, đừng có cậy mạnh, ra tay phải biết lưu lại đường sống. Vũ Vô Thương và Vương Trùng đồng ý. Đi thôi. Vương Trùng nói với những người khác trong tiểu đội sát thần, chúng ta đi nhận biết về thực lực của những người khác một chút. Cách ăn nói của Vũ Vô Thương tương đối không tốt, người có tư thái cao ngạo tự tin như Vương Trùng ngược lại càng giống với người dẫn đầu của tiểu đội sát thần hơn một chút. Ngay cả mấy người Lâm Giang Tiên cũng rất tán thưởng Vương Trùng, chấp nhận thân phận của anh ta. Vương Trùng dẫn theo mọi người bay về phía một tòa cung điện gần đó, ánh mắt đảo qua những người khác, cuối cùng dừng ở trên người Đường Tuấn, lạnh giọng nói, lần này là lần đầu tiên tiểu đội sát thần bộc lộ thái độ, tôi không cho phép việc xuất hiện một người nào vì khiếp sợ mà không dám tiến về phía trước. Nếu có ai dám co rúm, lùi lại không chiến đấu, vậy cũng đừng trách tôi không khách khí. Những người khác đều đồng ý. Đồng thời lại dùng ánh mắt hài hước mà nhìn về phía Đường Tuấn. Một đám người mới vừa tới gần cung điện, mấy bóng người hư vô xuất hiện ở phía trước cách bọn họ không xa. Trong mấy người này vậy mà lại có người quen. Giang Hàn Nguyệt cũng có chút kinh ngạc mà nhìn về phía Đường Tuấn và Vũ Vô Thương. Ai có thể ngờ được sau cuộc thí luyện của cung Hỗn Nguyên, mọi người lại có thể gặp lại được nhau nhanh đến như vậy. Có điều Giang Hàn Nguyệt cũng không phải là người dẫn đầu của đội ngũ này. Người dẫn đầu của đội ngũ này là một người đàn ông có cánh tay dài như con vượn. Dáng người của anh ta cũng cực kỳ cường tráng, mặc quần đùi áo ngắn, lộ ra cơ bắp tràn ngập sức mạnh bùng nổ, có một loại vẻ đẹp hoang dã. Viên Nhân Phi. Nhìn thấy người này, mấy người Vương Trùng kinh ngạc nói không thành tiếng. Hết tập 190.